hello chào các bạn chào mừng các bạn đến với channel của mình các bạn nhìn thấy có cái viền màn hình ở đây <laughs> màn hình nó to vãi ok à, video này chả biết là nên đặt tiêu đề là cái gì à, trong video này nhá mình thôi mình làm xong rồi mình sẽ đặt tiêu đề sau trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để bỏ cái hiệu ứng zoom của ảnh nhé. À, khi bạn đưa ảnh xuống timeline trong Filmora ấy thì có một số bạn hỏi và mình thấy là kiểu nhiều nhiều bạn hỏi ấy. À, Khi mà bạn đưa ảnh xuống timeline thì nó tự động nó có cái hiệu ứng zoom Thì làm nào để không có cái hiệu ứng đấy Thì đây thì có mấy cách nhé Một là nếu như mà bạn đã có một cái ảnh ở trên timeline rồi à, Ví dụ cái ảnh như này chẳng hạn Bây giờ bạn play thì nó sẽ có cái hiệu ứng zoom Đó đây à, Zoom in như kiểu này Play đúng không Đấy đây là một nhé thì nếu như mà bạn muốn bỏ cái hiệu ứng zoom đấy tại vì đôi khi là có khi mình không cần cái hiệu ứng zoom đấy thì cách thứ nhất để bỏ cái này ấy, thì bạn chỉ việc kích chuột phải thôi nhé sau bạn chọn cái tính năng gọi là crop to fit nhé crop to fit thì nó sẽ không zoom nữa và nó sẽ chỉ kiểu tràn khung hình thôi đấy crop to fit đây bây giờ nó như thế này là nó không zoom nữa đó à đấy là một Thế còn cách thứ hai thì các bạn có thể đổi nó từ đầu nhé Đổi từ đầu thì ví dụ mình xóa nó đi nhé à, Ví dụ đổi từ đầu thì khi mà các bạn mới lập một cái dự án ấy Thì các bạn à, sẽ đi vào phần file này nhé Các bạn chọn là reference nhé Reference nó là tùy chọn ấy Reference sau ở phần uh, editing này Trong cái phần editing này các bạn tìm đến cái phần uh, gọi là photo placement này nhé à, Các bạn đổi cái pan này zoom uh, sang là crop to fit uh, Thì crop to fit là khi bạn chọn cái này ấy, khi mà các bạn kiểu có những cái ảnh mà nó kiểu không theo đúng cái tỷ lệ khung hình của dự án ấy thì các bạn crop to fit thì nó sẽ tự động nó crop theo đúng cái tỷ lệ khung hình của dự án. Thế còn các bạn chọn fit thì nó sẽ kiểu giữ nguyên cái tỷ lệ của cái ảnh tức là nó không đổi theo dự án. Thì thông thường ấy thì các bạn sẽ chọn là crop to fit, sau bạn kích vào ok. Đó rồi các bạn có thể khởi động lại Filmora hay gì đó. À, sau đó bây giờ bạn nếu bạn kéo xuống ấy, kéo timeline thì nó sẽ không À, nó sẽ không bị cái hiệu ứng gọi là zoom vào hoặc là zoom ra nữa nó sẽ đứng yên như thế này thế còn nếu mà các bạn mà muốn sửa ấy, thì các bạn có thể ở trên tức là nếu mà các bạn muốn sửa thì các bạn có thể chọn nhé chọn ảnh hoặc chọn video cho các bạn kích vào cái nút crop này à, nút crop này ở trên timeline ấy, thì nó cũng mở ra cho bạn cái cửa sổ này đây thì thỉnh thoảng nhiều khi có bạn là đưa một cái logo rất là nhỏ vào tự nhiên nó cũng có cái hiệu ứng zoom ra vào mà nó còn không hiện đủ cái logo ấy thì đấy đấy là cái cách để các bạn đã xóa cái hiệu ứng xóa hiệu ứng zoom trong ảnh Xóa hiệu ứng zoom của ảnh. Ờ, à, được đấy. Đặt tiêu đề là thế vậy. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như là bạn nào mà có bất kỳ câu hỏi nào. ấy Thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn. À, dạo này đang hơi trầm cảm. vì Youtube dạo này đang tắt kiếm tiền. Ok, cảm ơn. Chào các bạn. À, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.